Hiện tại thì công việc kinh doanh này của Khánh nó khá là ổn. Nó ổn ở cái mức á, mà thời điểm trước khi sang Hàn Quốc á, là có thể là Khánh sẽ chưa bao giờ có thể nghĩ tới được các mọi người. Tới bản thân mình xem lại thì mình cảm thấy là thật sự là những cái mình quay nó không có hay. Bản thân mình cảm thấy là mất động lực để mà làm. Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khánh. Và như mọi người đã biết á, thì Khánh đã quay trở lại Hàn Quốc học lại cũng tầm được nửa học kỳ đó mọi người. Ngày hôm nay thì Khánh sẽ quay cho mọi người coi á, là một ngày cuối tuần của du học sinh ở Hàn Quốc. Và cụ thể là Khánh á, là như thế nào nha. Hiện tại là Khánh đang trên đường đi đến sân bóng. Sáng hôm nay thì Khánh có hẹn với đội bóng của trường Khánh á, là có đá giao hữu với một đội bóng của trường khác. Rồi thì bây giờ Khánh sẽ đến sân bóng và tiếp tục ghi lại cho mọi người coi á, là một ngày cuối tuần của Khánh là như thế nào nha. Nào đi thôi. Đã xong là bây giờ cũng gần 12 giờ mọi người. Trưa nay thì Khánh đến ăn một cái quán ở gần nhà. Cái quán này Khánh ăn nhiều lần rồi. Cái canh nó kêu là... Đâu cái menu đây? Đây. Cái canh của nó kêu là chua thăng. Nó là cái canh từ cá chạch đó mọi người. Mà người ta xay nhuyễn ra. Nó sẽ có những loại là cái canh cá xay không. Hoặc là cái canh có mít ốc vào. Hoặc là bào ngư nữa. Khánh ăn đây thì vài lần rồi. Ăn rất là ngon. Bây giờ sẽ review sơ qua cái phần phần chanh ở đây. Cái này là cái phần mắm của mực đó mọi người. Làm từ mực. Còn cái này là kim chi cải thảo. Cái này là kim chi củ cải. Còn cái này là hẹ. Tí nữa mình sẽ bỏ vào canh. Còn cái ớt sắc thôi. Hôm nay có thằng em mới qua. Xin giới thiệu sinh viên 2K3. Mới qua học đại học Seo Jong. Hello các bạn. Đến với channel của anh Khánh Sim. Mà Flex Sim tí nữa là tuyển thủ FIFA từng đại diện Việt Nam đi thi đấu quốc tế nha mọi người. Đây mọi người, mấy cái món bên Hàn Quốc á, thì cái món nào lúc mà đem ra cũng sôi sục vậy nè. Với cái điểm đặc biệt chỗ này là nó có cái cơm niêu nè. Wow. Cái cơm này nó được cả phần nhìn lẫn phần ăn nha. Nhìn rất là đặc biệt. Ở bên trong này nè, là nó có cái lá củ cải phơi khô. Còn cái này là mọi người thấy mấy cái mà cái bột bột trắng trắng này nè, là cái thịt cá nó được xay nhuyễn ra. Với nó có nấu chung với ốc, cho nên là ăn nó dai dai sực sực, ăn rất là ngon nha. Cái món nó kêu là chua thăng. Mọi người sang Hàn Quốc thì có thể thử ăn món này. Cái này nó bị cháy cái đất nồng. Cái này là cơm cháy ha. Chứ không phải là nó cháy có mục đích. Cái này là cơm cháy có mục đích. Không, em biết anh, tại vì em thích ăn nó cháy, nó thơm thơm. À, ăn cái bên cái xong có gặp một cái anh người Việt Nam ngồi kế bên đó mọi người. Để cơm cháy ăn thơm thơm nó ngon hơn. Người Hàn người ta hay đổ nước vô ăn. Mình lại thích ăn cái cơm cháy nó có cái mùi thơm thơm. Khánh về tới nhà vừa tắm xong. Cái tóc nó hơi mắc cười xíu. Bây giờ là mình sẽ tranh thủ ngồi vào làm việc một xíu. Chắc là sẽ có nhiều bạn thắc mắc á, là hiện tại là Khánh đang đi học bên Hàn Quốc như vậy nè. Thì Khánh làm cái cách nào á, để mà có thể vừa đi học bên Hàn Quốc được mà vừa có thể quản lý được công việc kinh doanh ở Việt Nam. À, dành cho những bạn nào mà chưa biết á, là hiện tại là Khánh đang có một công ty vận chuyển có 3 chi nhánh ở Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn, chuyên gửi đồ 2 chiều từ Việt Nam sang Hàn Quốc và từ Hàn Quốc về Việt Nam, đồng thời là cũng gửi các tuyến như là Việt Nam đi Canada, Việt Nam đi Úc, Việt Nam đi Mỹ, Việt Nam đi Nhật Bản, Việt Nam đi Đài Loan và một số tuyến như là New Zealand này kia nữa. Vậy thì làm cái cách nào mà Khánh có thể là vừa đi học bên Hàn Quốc mà vừa có thể quản lý được cái công việc của mình từ xa như vậy? Thì hôm nay để Khánh cho mọi người xem nha. Đầu tiên là Khánh có một cái trang trên Facebook
Đa phần là mình sẽ quảng cáo và dẫn khách từ những nền tảng về tư vấn trực tiếp ở trên cái page này. Với lại hiện tại là bên Khánh cũng đầy đủ các bạn nhân viên từ khâu là tư vấn khách hàng đến khâu là ở kho trực kho, nhận hàng, đóng hàng, rồi các bạn kiểm toán, kế toán. Tại vì hiện tại là mỗi ngày phải nói là cái lượng khách mà gửi hàng bên Khánh rất là nhiều, cho nên là một mình không thể nào làm hết được mọi người. Cái công việc nó chỉ thật sự khó khăn ở cái giai đoạn đầu tiên mà khi mình mới bắt đầu á, khi mà mọi thứ nó chưa có trơn tru, khi mà nhân viên của mình chưa đầy đủ và chưa được train một cách kỹ á, thì nó có nhiều bất cập và nhiều khó khăn. Còn hiện tại thì hàng ngày thì Khánh không có trực tiếp làm quá nhiều. Hiện tại thì công việc hàng ngày của Khánh chỉ là lên content, ý tưởng, những cái chính sách, chiến lược kinh doanh rồi mình sẽ đưa cho các bạn nhân viên để mà làm. Với là mình sẽ lên hàng ngày thì mình sẽ dành thời gian ra mình lên mình xem á, có cái đơn hàng nào nó có vấn đề cái gì hay không. Những cái đơn mà những cái bạn nhân viên không giải quyết được, hoặc là có khách nào khiếu nại trực tiếp với Khánh, hoặc là có vấn đề gì đó thì Khánh sẽ trực tiếp đi giải quyết, hoặc là mình sẽ đưa ra cái biện pháp để cho các bạn nhân viên làm. Với là mình cũng phải kiểm tra là những cái thống kê, những cái của cái toán tính á, là nó có đúng hay chưa. Nói chung là cái gì mình cũng phải kiểm tra lại cho nó chắc. Hiện tại thì công việc kinh doanh này của Khánh nó khá là ổn, và nó cũng mang lại cho Khánh một cái mức thu nhập cũng khá là ổn á mọi người. Nó ổn ở cái mức á, mà thời điểm trước khi sang Hàn Quốc á, là có thể là Khánh sẽ chưa bao giờ có thể nghĩ tới được á mọi người. Bởi vậy là Khánh rất là biết ơn và rất là cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ dịch vụ bên Khánh. Và Khánh mong là mọi người vẫn tiếp tục tin tưởng và ủng hộ vận chuyển Khánh Xe nha. À là sẵn Khánh giới thiệu cho mọi người một cái này, một cái app rất là hay nha. Mọi người nếu mà ai đang kinh doanh online á, cần quản lý những cái fanpage thì mọi người dùng thử cái fanpage này mọi người. Xài rất là ok luôn. Tại hiện tại là mỗi ngày thì cái page của Khánh phải tầm mấy trăm tin nhắn, cho nên là nếu mà dùng những cái tin nhắn bình thường là mình không thể nào mình quản lý được. Cái này sẽ giúp mọi người có thể là kiểm tra tin nhắn một cách dễ dàng, gộp những cái khách vào cùng một thẻ để mọi người có thể dễ kiểm soát, dễ quản lý, giúp cho công việc kinh doanh thuận lợi hơn rất là nhiều mọi người. Cái này không phải là quảng cáo gì đâu nha mọi người. Do là Khánh xài, Khánh thấy cảm thấy nó ok và Khánh muốn chia sẻ để cho ai mà chưa biết á, thì có thể biết và sử dụng để công việc mọi người có thể tốt hơn thôi nha. Hiện tại trời đang mưa mọi người. Và nói thời tiết bên Hàn này nó cũng thất thường lắm đúng không mọi người. Hồi sáng á, thì lúc mà đi đá banh á, thì là trời nắng quá trời. Nắng mà đá mệt chịu không nổi luôn. Còn bây giờ tới chiều thì là trời mưa. Thông thường á, là vào ngày nghỉ á, thì Khánh ít có khi nào mà nấu đồ ăn ở nhà lắm mọi người. Thường á, là vào ngày nghỉ, vào cuối tuần này kia á, thì Khánh sẽ đi ra ngoài ăn, cho nó thoải mái khỏi phải nấu ăn dọn dẹp mọi người. Bây giờ để Khánh dẫn mọi người ra gần nhà Khánh á, có một cái con đường là bán rất là nhiều đồ ăn. Đồ ăn đường phố cũng có, rồi là các hàng quán này kia cũng có luôn. Bây giờ là để Khánh dẫn mọi người ra đó và cùng đi ăn với Khánh nha. Bình thường cái đường này vào cuối tuần và buổi tối nó khá là đông mọi người. Do hôm nay là trời nó hơi mưa, bởi vậy là ngoài đường không có đông lắm. Chứ là mọi người biết là con đường này nó bán gì nhiều không? Ở con đường này á, là đặc biệt là gà rán và gà chiên nguyên con á, bán rất là nhiều. Có rất là nhiều những cái tiệm gà rán cũng như là cái chuyện tiệm gà mà chiên nguyên con, nó kêu là thông thật đó mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn cái gì đây? Ở đây là có một cái quán tteokbokki mọi người. Khánh chưa ăn bao giờ, nhưng mà mấy lần trước đi ngang á, lúc nào cũng thấy là người ta xếp hàng phía trước này đầy một hàng vậy nè mọi người. Sẵn hôm nay được một bữa mà trời mưa vắng khách thì mình vô mình ăn thử coi là ngon cỡ nào mà thường ngày người ta xếp hàng vô ăn nhiều vậy nha. Đây là cái phần dành cho một người nè mọi người. Nó gồm có tteokbokki và omuk là chả cá nha, chả cá Hàn Quốc. Khánh thấy là những cái bàn kế bên người ta ăn cái súp của hai người á, thì nó có thêm được hai cái trứng gà nữa nha. Thôi bây giờ Khánh sẽ ăn thử coi là nó ngon như thế nào, mà lần nào đi ngang cũng thấy người ta xếp hàng đông quá trời ha. Cái bánh gạo, cái bánh tốt của nó rất là vừa ăn, không có cứng quá, không có mềm quá, ăn dai dai, thơm thơm, đã lắm. Với đây là đặc biệt á, cái nước sốt của nó thì rất là đậm đà, nhưng mà mình thấy nó hơi cay một xíu. Wow, cái chả cá ngon nha mọi người. Thường là bên Hàn Quốc á, mấy cái quán nó bán ven đường á, thì cái chả cá nó ăn toàn là bột không à. Còn cái chả cá này cái mùi cá rất là thơm. Sau khi đi một vòng không biết ăn cái gì thì tôi đã quyết định ghé vô quán ăn mì tương đen. Hồi nãy mọi người, Khánh tính ghé vô mua gà, cái gà mà cái loại là thông thật, cái gà mà chiên nguyên con á. Tôi tính ghé vô ăn, xong người ta không cho ăn.
Người ta nói là cái quán người ta chỉ là cho nhậu mới cho vô, còn ăn thì không được vô. Tức không? Cho nên là bây giờ Khánh quyết định đi ăn mì tương đen đi cho nó dễ, cho nó nhanh. Mà công nhận là người Hàn cái gì người ta cũng nhậu được á mọi người. Cái bàn ngồi đối diện Khánh à, là có hai anh chị ăn mì tương đen mà uống bia nha. Đây, mì tương đen vừa mới ra. Cái quán này gần nhà Khánh mở 24 giờ luôn nha mọi người. Trước mắt là tôi thấy khá là ngon nha. Có đậu Hà Lan nữa nè. Còn cái này tôi rất là thích ăn nha mọi người, với một cái thạnh mochi trong hộp. Ngon quá. Một cái tô mì vậy là 9.000 won nha mọi người. Ăn ngon nha, có thịt luôn nè. Cái quán này nó tên là Jambon Chichon, là nó có nhiều chi nhánh mọi người. Tại nó đây nó có để là chi nhánh Ajisen, có nghĩa là nó có nhiều chi nhánh. Recommend cho mọi người á là muốn ăn mì tương đen hoặc là ăn jambon á thì kiếm cái chuỗi này ăn thử nha. Tại Khánh ăn Khánh thấy ngon nha. Giờ chắc là Khánh sẽ ăn lẹ lẹ rồi Khánh cũng đi về mọi người. Tại vì trời mưa này thật sự là cũng không biết đi đâu nữa. Mưa càng ngày càng lớn luôn á mọi người. Thật sự là sau khi bỏ luôn nghỉ học hơn một năm á, thì hiện tại quay lại học á, thì cái việc học của Khánh nó khó khăn hơn trước rất là nhiều. Do hơn một năm trở về Việt Nam thì cái tiếng Hàn ít sử dụng á, cho nên cái trình độ tiếng Hàn của Khánh á thì nó cũng giảm khá là nhiều. Bởi vì cái việc học cũng khó hơn. Rồi cái môn Khánh học á thì cái từ ngữ chuyên ngành khá là nhiều. Bởi vậy ngoài những giờ học trên lớp á, những cái môn nào mà giáo sư có đăng lại những cái video á, thì Khánh thường lên nghe bài giảng lại để mà mình có thể dễ hiểu hơn. Không biết là đến ngày hôm nay á, thì còn bao nhiêu bạn vẫn còn đồng hành với Khánh từ những ngày đầu tiên Khánh làm YouTube. Những bạn nào vẫn còn ủng hộ và ở lại với Khánh từ những ngày đầu á, Khánh thật sự là rất là trân trọng và rất là vui vì điều đó luôn. Nếu như mấy bạn đã theo dõi Khánh từ lâu á, hoặc là theo dõi Khánh một cái khoảng thời gian từ khoảng tầm 2 năm nay á, thì mọi người đều biết á, cái việc làm YouTube của Khánh khoảng tầm 2 năm nay á, thì nó khá là ngắt quãng và phải nói là rất là tụt dốc. Có lẽ là cái lý do lớn nhất là do cuộc sống của Khánh trong vòng 2 năm nay á, thì nó có khá là nhiều biến động và có khá là nhiều thay đổi. Từ cái việc là Khánh tạm ngưng cái việc học lại để mà mở quán ăn Hàn Quốc. Việt Nam bên Hàn Quốc. Rồi sau đó là đóng quán ăn, rồi về Việt Nam mở công ty vận chuyển và quay trở lại Hàn Quốc đi học như bây giờ. Như mà Khánh từng chia sẻ là cái lý do đóng quán á là do là làm quá là mệt. Có những ngày là Khánh làm từ 7-8 giờ sáng cho đến là khoảng tầm 1-2 giờ đêm. Một cái khoảng thời gian rất là dài như vậy, cho nên là cuối cùng là mình không thể nào mình chịu nổi nữa và Khánh đã dừng cái việc đó lại. Nhưng mà sau khi đóng quán xong á thì cái hậu làm quán nó để lại cho mình rất là nhiều, từ cái việc là cái sức khỏe của mình bị giảm sút, rồi cái tinh thần mình lúc nào cũng trong cái trạng thái là mệt mỏi. Phải tầm 6 tháng trở lại đây á thì cái sức khỏe cũng như tinh thần của Khánh á thì nó mới cải thiện lại, được gọi là chữa lành đó mọi người. Nhưng mà sau khi được chữa lành thì cái bản thân mình, cái này thật sự là Khánh cũng chia sẻ với mọi người luôn, là cảm thấy là giống như là cái việc làm YouTube á, mình bị bí ý tưởng, bí content. Cũng như mọi người đã biết thì cái thời gian đó thì Khánh về Việt Nam, mà trước giờ là những cái gì mà Khánh quay đều liên quan tới Hàn Quốc và Khánh quay ở Hàn Quốc. Cho nên là mình muốn quay trở lại mình làm YouTube thì lúc đó mình không biết là mình quay cái gì hết mọi người. Trong suốt một khoảng thời gian dài thì mình giống như là mình toàn là quay cho nó có video để mà up lên. Tới bản thân mình xem lại thì mình cảm thấy là thật sự là những cái mình quay nó không có hay và cái nội dung nó cũng không có thật sự quá cuốn hút. Thì cái kết quả là view thấp và bản thân mình cảm thấy là mất động lực để mà làm. Nhưng mà dạo gần đây á thì có rất là nhiều những cái bạn xem Khánh từ những ngày đầu trở lại bình luận. Và có bạn nhắn cho Khánh, nói là anh Khánh ơi, chừng nào anh ra video mới, em chờ video anh quá trời. Thì tự nhiên là Khánh cảm thấy là cái cảm giác mà làm video từ lúc trước đã rất là lâu rồi, mình không có cảm giác đó, nó quay trở lại mọi người. Bởi vậy là ở video này á, là Khánh chỉ muốn nói là Khánh thật sự cảm ơn những cái bạn nào mà luôn đồng hành với Khánh từ những video đầu tiên đến tận bây giờ. Mong là ai đã và đang yêu quý Khánh á, thì vẫn tiếp tục ủng hộ Khánh để Khánh có thêm nhiều động lực để mà tiếp tục làm cái công việc của mình. Thật sự là cái sự ủng hộ của mọi người á là động lực rất là lớn để
để Khánh có thể làm video tiếp tục. Và đương nhiên là cái sự ủng hộ càng lớn thì động lực sẽ càng lớn và mình sẽ ra được nhiều video hơn. Và cuối cùng là Khánh muốn nói là mọi người coi video này á, cảm thấy hay và yêu thích thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ Khánh. Với mọi người á, muốn Khánh làm những video về chủ đề gì, hoặc là mọi người muốn Khánh quay về những cái gì Hàn Quốc á, thì để lại bình luận bên dưới cho Khánh biết nha. Thôi thì bây giờ thì bye bye mọi người, và chúc mọi người ngủ ngon. Khánh cũng đi ngủ rồi, trễ lắm rồi.